khúc cua hết sức là gắt các bạn, thấy không? Xe của mình ở dưới đâu được chạy lên đâu phải không anh? Đúng rồi. Lúc xe mình lên cũng ổn. Dạ. Hôm nay là mình không có quen đường xá như này á. Dạ. Cái cua nó dốc, không có dám cho lên được. Dạ. À, thì thường thường là xe của mình ở trên này làm những cái máy này kia lại là khoảng bao lâu mới làm đây một lần anh? Chúng mình chạy theo nhiều ít rồi. À. Là hôm nay cuộc hành trình đi xuống bạn. Có đây cắp treo nghỉ chạy anh. Có chứ. À. Nhà con Hoài Thương xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người thân yêu trong kênh YouTube Đỗ Hoài Thương du lịch cuộc sống này của con nha. Thì hôm nay con sẽ giới thiệu cho mọi người chúng ta cùng xem về khung cảnh hay xe cũng như là cái con đường ở trên núi Cấm như thế nào ha. Mọi người chúng ta xem video được hay ý nghĩa hữu ích thì hãy nhớ tặng cho Hoài Thương con một like và cũng như đăng ký kênh YouTube của con ủng hộ cho con nha. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Hôm qua xem cái vô YouTube đem có cái em nào thì không có hộ mô mà ngâm căn giảng đó ha. Dạ. Ngâm theo chứ. Đúng rồi. Bé đó không biết chữ luôn á. Nghe thục á ha. Dạ đúng rồi. Có gần duyên với Phật Pháp. Đúng rồi. Chứ người bình thường học không thuộc vậy luôn á. Dạ. Bình thường mình học trước bên sau sao loại mình ngâm cũng không luôn. Coi vô thu cũng không hay như vậy. Dạ. À, anh tên gì anh? Điền. À anh là chạy Điền Sơn á. Dạ biết rồi, nhưng mà anh là anh tài xế mà chạy xe Honda ở trên núi Cấm luôn nha các bạn. Em đang review nè. Dạ. Hôm nay thì bà con người ta đi lễ ở bên Hoàng Hảo 18 tháng 5 rồi, người ta qua núi Cấm này nhiều lắm. Thì hôm nay Hoài Thương sẽ review cũng như là giới thiệu mọi người chúng ta về cung đường xe trên núi Cấm này. Qua đó chính là anh tài xế, anh gì ta tự nhiên nói Điền. Kiệt hả? Điền, anh Điền. Dạ, anh Điền gì các bạn? Thì mọi người chúng ta nếu mà có dịp đi lên trên này đó thì có thể là chúng ta đến cái xe đọc số điện thoại luôn anh, có bà con nào ta đi người ta cần liên hệ anh luôn anh. 0976 rồi 00 rồi 1115 rồi đó các bạn. Thì cô bác anh chị em là chúng ta có dịp đi lên trên này thì nếu mà cần cái số điện thoại của anh xe ôm và gạch đường này kia các kiểu ha thì có thể liên hệ nha. Đây là cái khung đường ở chỗ Bạc Chi Lặc đây. Là chúng ta cuộc hành trình đi xuống bạn. Có đây cắp treo nghỉ chạy anh. Có chứ. À. Đây bây giờ thấy nhộn nhịp quá ha. Đây là nhà cắp treo đây. Nhà cắp treo. Nhà ga cắp treo. Vô. Đúng rồi, tại những cái đoàn người ta thường tổ chức đi, người ta đi lễ, người ta đi núi. Nó ừ. Sẵn cái tour ta đi luôn. Cái tiếng ta đi luôn, hành trình của bà con ta luôn. Dạ. Hello.
chạy xe ôm trên này bao lâu rồi anh? Có được 5 năm rồi. À, 5 năm là kinh nghiệm đầy mình luôn rồi đó nha các bạn. À, những cái cung đường ở trên này là chắc anh cũng biết nhiều lắm rồi phải không anh? Quen hết rồi. Dạ, nói chung là quen rành hết luôn ha. Dạ, thuộc hết luôn. Thì vậy các bạn cũng như là cô chú anh chị em chúng ta nếu mà đi lên trên này đó thì những anh xe ôm như thế này rất là cần thiết ha. Các bạn chúng ta kêu đi đâu thì có thể chở bạn ta đi đó luôn nha. Dạ. À, cáp treo nè. Khu vực này người ta xây cái này lên là để cho nó chắn sạt lở đá này kia các bạn, xây dựng này để cho bà con chúng ta đi như an toàn á. Đường bây giờ làm là rất là êm nha. Đêm có đèn luôn đó. Sao anh? Có đèn đường đêm luôn đó. À, có đèn đường luôn ha. À, quá êm rồi. Cái này như đoạn đổ dốc của những cái đèo ở Đà Lạt luôn các bạn. Khúc cua hết sức là gắt các bạn, thấy không? Xe của mình ở dưới đâu được chạy lên đâu phải không anh? Đúng rồi. Nước xe mình lên không ổn. Dạ. Hôm nay là mình không có quen đường xá như vậy á. Dạ. Những cái cua nó dốc, không có dám cho lên được. Dạ. À, thì thường thường là xe của mình ở trên này làm những cái máy này kia lại là khoảng bao lâu mới làm lên lần anh? Chúng mình chạy theo nhiều hết rồi. À, anh thua theo mình, cái sức mình chạy mình biết đó ha. Đây là những cái đường lối tốc điểm các bạn. Ở phía đó là núi Bà Nội Ươm. Cảnh rất là đẹp. Từ ở dưới chân mình mà lên tới trên này là khoảng bao nhiêu phút anh? Đi lên rồi. Lên chỗ Phật Di Lặc á, trung tâm á, 10 phút. À, 10 phút chạy vô đây. Dạ. Cái đó là công viên nước núi Cấm đó các bạn. Ở bên kia thì nhà ga cáp treo. À, những khu vực vui chơi này kia. Lâm viên rồi. Thank you.
hình như bà bán ngoài lộ mới có gì anh ơi. Ngoài lộ em thấy bà đó bán đậu xe ngoài. Không có luôn rồi, hộp bánh in về dài với kia. Quá trời xe. Có mấy người, mấy cô dân tộc rồi bán con gánh con chở đồ dài à. Chắc ngoài ngoài kia, ngoài chỗ bến xe. Không có rồi anh. Có bến xe. Mọi lần nhiều lắm mà ta sao nay không có rồi. Ngày không đúng ngay cái lần xe gì em đi xe có anh dậu á. Cái bên này có không đâu, có xe trước thôi cái gì. Xe này cái gì nè, đó cô bán thúng nốt cái gì kìa phải không? Bánh 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 cô ơi, bánh bò bánh bò bánh bò gì vậy? Từ thúng nốt hay gì? Nó bán sao cô? 3 bánh 10 ngàn, chục 30. Dạ, chục 30 ha. Có bánh bò, có bánh thúc nốt không? Không, cái này là bằng đường thúc nốt không phải để xe. À, vậy lấy con 20 ha. 20 ngàn rồi, 20 bánh. 20 bánh.